Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Planet Yoga cùng với tôi, sư phụ Kaman. Các bạn biết đấy, yoga là bộ môn có khả năng cao nhất trong việc tạo ra những năng lượng vô hạn về tinh thần và thể chất. Nào cùng với tôi, xin cảm ơn. Chào các bạn. Tôi đang chờ các bạn và tôi biết bạn cũng đang chờ tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy chúng ta cùng tập yoga từ những động tác cơ bản. Những động tác cơ bản này rất quan trọng. Tôi sẽ dạy các bạn những động tác cơ bản giúp các bạn cân bằng trước tiên. Nào, cùng tập với tôi. Điều ta cần làm trước tiên là cùng ngồi, dùng khăn lông để ngồi cho dễ. Và ngồi như thế này. Tư thế ngồi này gọi là Sukhasana. Từ Suk trong cụm từ này có nghĩa là hạnh phúc. Bây giờ hãy cùng thực hiện một tư thế. Bạn dùng tay nâng chân phải lên. Nếu bạn không thể thực hiện được tư thế này thì có thể thực hiện tư thế dễ hơn như vậy. Ok. Tư thế này gọi là một nửa hoa sen. Ngồi thẳng lưng, để hai tay thật thoải mái. Bạn sẵn sàng chưa? Nào, ta cùng tập thở. Có tất cả 8 kỹ thuật thở và có nhiều kỹ thuật nhỏ khác của yoga. Như vậy là với kỹ thuật hít thở này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm soát hơi thở của mình. Trước tiên là bằng cách di chuyển phần bụng trên. Sau đó là tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng ngực để thở. Ta thở bằng ngực. Cách mở rộng lồng ngực khi thở. Bạn biết đấy, có nhiều người có lồng ngực nhỏ như vậy nên họ thở yếu hơn. Bài tập này sẽ giúp ta mở rộng lồng ngực. Ok, nào, ngồi thẳng lên và chuẩn bị sẵn sàng và thư giãn. Nhớ đừng căng thẳng nhé bạn, phải thư giãn vào. Và nhớ giữ khuôn mặt thật tươi vì bạn đang học bí quyết quan trọng nhất của yoga để giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Nào, ta ngồi thẳng, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Dùng tay phải của mình đặt lên bụng như thế này. Trước tiên, tôi muốn bạn tập thở với tay đặt trên bụng. Bạn thở vào, tay của bạn sẽ di chuyển ra phía trước. Bây giờ thì thở ra, tay bạn sẽ di chuyển vào phía bụng. Thêm lần nữa, hít vào. Nào, cùng thở ra thật mạnh. Tiếp tục hít vào. Nào, thở ra thật mạnh. Bạn có thể nhắm mắt và nghe tôi. Nào, nhắm mắt lại, sẵn sàng chưa? Một. Hít vào. Hai, thở ra. Một, hai, 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 một, hai. Tiếp tục, một, hai. Tốt lắm, từ từ mở mắt nào. Tốt. Nếu bạn bị chảy mũi thì dùng khăn lông lau sạch. Cách này giúp bạn làm sạch mũi và làm sạch tầm nhìn nếu mắt bạn có vấn đề. Nếu bạn thực hiện động tác này vào buổi sáng vào khoảng 3 đến 5 phút thì rất tốt. Nào, bây giờ tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng ngực để làm ngực nở nang hơn và để thư giãn lồng ngực. Bạn đừng di chuyển phần bụng nhé, chỉ cần di chuyển ngực trên và bạn có thể đặt tay lên ngực để cảm nhận trái tim mình. Ok, đây là trung tâm của cảm xúc. Ok, ví dụ như bạn muốn nói tôi yêu em thì bạn không nói tôi yêu em mà phải nói là tôi yêu em. Ok, vậy đây là trung tâm của cảm xúc. Ok, cảm nhận sự mở ra. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi nào. Ngồi thẳng lên nào. Hít vào ngực, nở ra. Giờ thì thở ra, ngực xẹp xuống. Làm lại nào. Hít vào, ngực nở ra. Thở ra, ngực xẹp xuống. Tốt lắm. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai, một, hai, một,
2 1 2 1 2 1 và 2. Tốt lắm. Từ từ mở mắt ra. Đó. Cách thở này tạo ra nhiệt để loại bỏ độc tố, loại bỏ căng thẳng và làm cải thiện tầm nhìn. Ngay cả khi bạn nhức đầu, nó cũng biến mất. Cùng làm thêm một lần nữa. Hãy quay di chuyển vùng bụng để thở bằng bụng. Làm 10 lần. Bạn đã sẵn sàng chưa? Ok, nào ta cùng làm. Chỉ di chuyển phần bụng từ trước ra sau. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 lần cuối 1 2. Giờ đưa tay lên ngực. Nhớ mở rộng phần ngực. Bắt đầu. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 lần cuối 1 và 2. Nhắm mắt, đưa hai tay xuống đầu gối và quan sát nhịp thở của mình ở vùng bụng. Thật nhẹ, lắng nghe. Bạn đang đưa năng lượng quay về trung tâm cơ thể mình. Thở thật chậm và quan sát nhịp hơi thở ở vùng bụng của mình. Tốt lắm. Thêm một lần nữa. Từ từ mở mắt ra nào. Tuyệt lắm. Bạn làm tốt lắm. Đấy. Đây là cách bạn huấn luyện nhịp thở của mình từng bước một. Từ từ thôi. Nhịp thở rất quan trọng, nhưng ta phải luyện từ từ. Bắt đầu từ những bước cơ bản và bạn sẽ thở đúng cách. Hít thở không chỉ là hít thở không khí, mà bạn đang hít thở năng lượng sống đấy. Cuộc sống không chỉ cần duy trì oxy không thôi đâu. Cuộc sống cần năng lượng đến từng tế bào để bạn sống lâu hơn. Tốt, giờ thì ta thực hiện động tác tiếp theo, rất đơn giản. Ngồi thẳng lưng nào, nhìn sang phải và cố nhìn ra sau một chút, hít vào và quay sang trái thở ra. Lại lần nữa hít vào bên phải và thở ra bên trái. Hít vào bên phải và thở ra bên trái. Hít vào bên phải và thở ra bên trái. Tốt lắm. Nào, giờ thì nhìn thẳng. Thở và nâng cầm lên. Hít ra, cúi cầm xuống. Thở vào, nâng cầm lên. Hít ra, cúi cầm xuống. Cầm hướng lên nào. Cầm cúi xuống. Lần nữa, cầm lên và cầm xuống. Giờ ta ngồi tư thế nửa dần trăng. Cầm cúi xuống, quay đầu sang phải hít vào và cầm xuống sang trái, thở. Tốt, bên phải hít, bên trái thở. Tốt, bên phải hít, bên trái thở. Hai lần nữa, bên phải hít vào, bên trái thở. Một lần nữa, phải hít, trái thở. Quay lại tư thế nhìn thẳng. Ok, cúi xuống cho tay chạm vai. Đây là bài tập tốt cho cơ. Những người làm văn phòng ngồi suốt ngày bên máy vi tính, phần cơ ở đây sẽ căng và điều này làm cơ lưng nhức mỏi. Và không chỉ phần cơ ở cổ mà còn làm cơ lưng nhức mỏi theo đấy. Động tác này giúp cơ được thả lỏng. Nghiêng đầu, cho tay chạm vào vai. Tốt, thẳng đầu lên. Nghiêng sang trái nào. Ok, nhưng đừng nghiêng vai nhé. Giữ vai thẳng.
và cơ cổ sẽ mềm mại hơn. Từ từ ngẩng đầu thẳng nào, qua phải, qua nhiều hơn nào, thẳng đầu, qua bên trái nào, tốt. Lần cuối, từ từ ngẩng đầu lên qua phải, lên qua trái từ từ nào, và từ từ quay về vị trí trung tâm. Có thể nói, nhiều người Ấn Độ có thói quen lúc lắc đầu khi nói có và không. Khi chúng tôi không thích, chúng tôi nói không. Khi chúng tôi nói có, và khi chúng tôi rất thích, chúng tôi nói tôi thích lắm như vậy. Đấy, đó là một động tác tốt đấy. Không phải chỉ khi tập yoga không thôi đâu, mà khi bạn làm việc hay đôi lúc phải đứng quá lâu, bạn nên lắc đầu một chút. Ok, giờ ta sẽ làm bớt căng thẳng cho phần vai. Đưa hai tay lên quá đầu, đan các ngón tay vào nhau. Đưa lòng bàn tay hướng lên trên, đưa tay cao lên nữa, để cơ cánh tay chạm vào tay. Giờ thì hạ xuống, thêm lần nữa, lên cao hơn nào, và xuống, thêm hai lần nữa, cao lên, và xuống. Một số người có cánh tay chặt quá như vậy này, tôi muốn bạn mở rộng vươn tay cao hơn. Bạn thấy chưa, năng lượng của bạn có thể mở rộng ra, và thả tay xuống. Giờ thì đưa bàn tay ra phía sau, mở rộng ngực ra phía trước, đẩy tay về phía sau, ưỡn ngực ép vai, thẳng hai tay và thả tay xuống. Thêm lần nữa, hít vào, giữ vị trí này và thở ra. Thêm lần nữa, hít vào và thở ra. Tốt lắm. Đưa hai tay giữ đầu gối, quay thân người, giữ chặt đầu gối, nghiêng người về phía trước, bên phải, ra trước, vòng qua trái rồi thẳng người. Ok, lần nữa, phải, trước, trái và thẳng. Phải, trước, trái và thẳng. Tốt lắm. Giờ ta thực hiện phía còn lại, trái, trước, phải, thẳng. Tiếp tục như thế nhé, trái trước rồi phải thẳng. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Tốt lắm. Thật là thoải mái. Hạnh phúc đúng không bạn? Ngồi thẳng lại. Lưng thẳng nha. Hai tay dang ra để song song với thân dài người ra. Cao người lên. Ok. Hạ khuỷu tay phải xuống. Để thế này cũng được. Nhưng nhớ đảm bảo là khi bạn nghiêng sang phải thì chân trái không nhấc lên mà vẫn nằm trên sàn nhé. Nếu chân bạn nhấc lên theo thì dùng tay giữ lại nhé. Sẽ có nhiều người bị nhấc chân lên đấy, nhưng không sao, cứ thực tập để cơ thể ta mở ra. Hạ khuỷu tay xuống, đưa tay trái lên qua quá đầu. Nhưng đừng cong tay, kéo tay thẳng ra. Mắt nhìn lên trên, hít thở. Nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp thở của mình nào. Nhớ là chân trái phải nằm ngang trên sàn nhé. Nhìn lên. Tốt lắm. Nào, giờ thì quay trở về vị trí ban đầu. Giờ thì qua bên còn lại nhé. Đừng quên, chân phải nằm thẳng. Đẩy chân xuống nha. Và nâng tay lên qua đầu, đừng cong tay. Giữ tay thẳng để ta căng cơ nhị đầu cánh tay. Dừng lại đó. Và thở. 4 3 Thư giãn khuôn mặt. Thư giãn hơi thở. Thở vào thật sâu. 2 Thấy chưa? Bạn đang thực sự thưởng thức tư thế này. Nụ cười bạn rất là tuyệt. Điều này rất quan trọng. Từ từ ngồi dậy. Giờ tay trái cầm lấy đầu gối phải. Tốt. Giờ đưa tay phải đưa ra sau.
và nhìn ra sau. Tốt. Nhìn ra phía sau nhiều hơn nữa. Mở rộng vai ra nào. Và giữ tư thế này. 4, 3, 2 và 1. Nhìn về trước, quay về vị trí ban đầu. Giờ tay phải gối trái. Tay trái đưa ra sau. Nhìn ra sau, ngồi thẳng lên. Vai rộng ra. Đừng cúi xuống nha. Mở rộng vai ra. Nhìn ra sau. 4, 3, 2 và 1. Nhìn ra trước và quay về vị trí ban đầu. Giờ chúng ta tập thêm những tư thế khác để làm dịu vùng cơ, hamstring và mỏi vùng lưng. Ngồi sang một bên. Chân duỗi thẳng. Ok. Nhớ là những ai bị đau lưng, tôi muốn bạn cong chân như vậy, giống như cô ấy đang ngồi vậy. Điều đó giúp bạn không làm tổn thương vùng lưng. Những ai không có vấn đề về lưng, thì tôi muốn bạn ngồi thẳng chân như thế này. Gập người về phía trước, càng thấp càng tốt. Ok, và giữ tư thế đó. Thả lỏng vai, rồi thả lỏng đầu, giữ vị trí này và hít thở. Đừng cúi đầu vào đầu gối. Tôi muốn bạn vươn đầu về phía trước, duỗi người dài ra. Dài ra hơn nữa nào. Bây giờ ta cùng ngồi dậy. Đưa hai tay ra phía sau. Dang hai chân rộng ra, rồi đẩy người lên. Cao hơn nữa. Căng cơ mông. Và giữ vị trí này. Hít thở 4 nhịp. Hay lắm. Bạn thấy đi. Ta đang kéo giãn người ra. Ta vừa kéo giãn phía trước, giờ là phía sau lưng. Những bậc thầy về yoga thật là thông tuệ tư thế này. Không phải mới có, mà đã có từ hàng ngàn năm trước. Giờ thì ta từ từ ngồi xuống, lại thẳng chân ra và thẳng đầu gối. Đưa tay nắm bàn chân, để đầu cúi xuống. Bạn thấy đấy, thật đẹp. Giờ giữ vị trí này, hít thở. Tốt. Tốt lắm. Hai nhịp nữa. Một nhịp nữa nào. Tốt lắm. Giờ thì ngồi dậy từ từ, đặt tay ra sau. Mở rộng hai chân, nâng người cao lên. Cao lên nữa nào. Giữ nguyên vị trí đó nhé. Cảm nhận cánh tay. Cơ nhị đầu cánh tay đang giãn ra. Cảm nhận hông mở ra. Thêm một nhịp nữa. Tốt. Thêm một nhịp nào. Tốt lắm. Và bạn từ từ hạ người xuống. Thêm lực cuối cùng phía trước nha. Thẳng chân. Tay dài ra nào. Cố kéo dài người hết sức nha. Tôi muốn bạn cảm thấy bụng mình chạm vào chân. Ngực gần chạm vào đầu gối. Và đầu dương dài ra phía trước. Thư giãn phần vai. Và bạn biết mình nên làm gì bây giờ không? Thở sâu vào. Tư thế này, xoa dịu dây chằng, là cách kéo căng tốt, làm giải tỏa căng thẳng cho cơ kheo và đầu óc của bạn. Ok, lần này giãn cơ thể thật tốt, từ từ ngồi dậy nào. Tôi muốn bạn nằm ngửa hai tay chống lên như vậy đấy. Từ đây, ngửa đầu ra sau và thở hai nhịp. Vậy là bạn đang quay trở lại trung tâm để hít thở bằng bụng. Khi ta hít, bụng sẽ nhô ra. Khi thở vào, bụng sẽ phẳng xuống. Giờ thì từ từ thẳng đầu lên. Giờ thì ta sẽ làm thế này. Tập với chân phải. Co chân lại để đầu gối chạm tới đầu. Tốt. Và rồi thẳng chân ra. Đến đây giữ lại. Bạn đã mệt chưa?
Tôi nghĩ là chưa đâu. Thế này tốt lắm, rất tốt. Rồi, tới đây tôi muốn bạn đưa chân lên, cao lên, cao lên chút nữa. Rồi, như thế. Giờ thì hạ chân xuống tới đây này. Tốt lắm. Chúng ta vừa tập rất dễ từng động tác một. Tôi mong các bạn cùng học và cải thiện. Học mỗi lúc một động tác. Và tiếp tục lần nữa, đưa chân dài ra, thẳng vào, từ từ thôi giữ chân ở đây. Và tiếp tục từ từ nâng chân lên. Bạn thấy đấy, khi ta tập chậm, ta có năng lượng, giờ thì hạ xuống, giữ lại đây. Bạn muốn làm thêm 3 lần hay 5 lần nữa nào? Lần cuối nha. Gập chân lại, duỗi thẳng ra, giữ chân lại đây, cao thế này. Như thế đấy, vậy là vừa. Không cần phải cao quá đâu. Giờ thì từ đây ta tập các bắp cơ. Đưa chân cao lên. Tốt. Và từ từ hạ chân xuống tại đây. Giữ lại trong vòng 5 giây. 4, 3, 2. Và hạ chân xuống. Bạn thấy sao? Tốt chứ. Động tác này giúp giảm mỡ và giúp tan mỡ khi ta tập. Giờ tới chân trái nha. Gập chân lại, duỗi thẳng ra, giữ chân lại đây. Cao thế này, như thế đấy, vậy là vừa. Không cần phải cao quá đâu. Giờ thì nâng cao lên và từ từ hạ chân xuống tại đây. Vậy là một. Còn hai lần nữa. Bạn thấy sao? Tiếp tục gập chân lại, duỗi thẳng ra. Bạn thấy đấy, ta đang tập cho đầu gối, cơ mông và cơ đùi. Nâng cao lên và từ từ hạ chân xuống tại đây gần sàn. Một lần nữa nhé. Một hay hai? Cô ấy nói là thêm hai lần nữa. Ok, gập chân lại, duỗi thẳng ra, giữ chân lại đây. Từ từ nâng chân lên. Tốt. Hạ xuống. Và giữ như vậy trong 5 giây. 4, 3, 2, 2, 2, và 2, và 1. Hạ xuống. Ok. Bạn biết không? Rất nhiều lần ta nghĩ mình không thể làm tiếp được nữa. Cần nghĩ thôi. Nhưng bạn có năng lượng bên trong mà. Chỉ cần mở ra. Mỗi ngày một chút thôi. Và kết quả là bạn tiến rất xa. Hơn các bạn tưởng tượng là mình có thể làm được nhiều đến như vậy. Ok, từ từ ngẩng đầu lên. Giờ ngồi cao lên. Làm động tác giãn người. Động tác này ta đưa chân thẳng ra trước. Bạn hãy gập chân phải lại. Những ai không thể làm được thì ta cầm khăn lông giữ lấy chân thế này. Qua bàn chân nha. Bạn sẵn sàng chưa? Nào, tay nắm lấy bàn chân, từ từ duỗi chân ra như thế. Tốt. Bạn thấy đấy, cố gắng hết sức. Giữ đầu gối thẳng vào. Mỗi lần bạn thở ra, bạn cố thẳng chân lên nhé. Nếu như vậy mỏi quá, nghĩa là lưng bạn cũng rất mỏi đấy. Đó là dấu hiệu đấy. Để tôi nói điều này, khi bạn cảm thấy đau, thực ra là một dấu hiệu tốt. Vì bạn biết điều gì đang xảy ra với cơ thể mình. Nhớ cảm ơn vì cảm giác đau nhé. Ta chỉ cần phải cố gắng từ từ để không còn cảm thấy đau nữa. Với yoga, bạn không hề đau đớn nữa. Giữ chân như thế, thở thêm 3 nhịp nữa. Lâu thêm chút nữa là tốt. Ngồi thẳng lưng lên nhé. Rất tuyệt. Thêm 2 nhịp nữa. Và từ từ hạ xuống. Để như thế. Từ từ đưa hai tay ra sau. Thở 2 nhịp. Tốt. Một nhịp nữa. Và từ từ ngồi lên. Tập với chân trái nhé. Giữ chân bằng hai tay hoặc dùng khăn lông, duỗi chân ra
và nâng lên. Đừng lo lắng quá về đầu gối nhé. Trước tiên, ta giữ cho thân thật thẳng đã. Bạn thấy chưa? Giữ như thế. Thở nào. Giờ ta thở nha. Cô thấy thế nào? Tốt không? 4, 3, 2 và 1. Từ từ hạ chân xuống và thư giãn nhé. Tôi sẽ quay lại. Tốt, bạn đã thư giãn rồi phải không? Ta cùng quay lại với động tác mới nhé. Từ từ ngẩng đầu. Giờ ta thực hiện động tác bươm bướm. Bạn có biết con bươm bướm chứ? Chân chạm nhau nào. Mở rộng hai chân ra. Ta thử chuyển động hai chân như hai đôi cánh bướm nào. Bay bay bay, bươm bướm bay nào. 5 nhịp nữa. 5, 4, 3, 2 và 1. Và dùng hai ngón trỏ và ngón cạnh ngón trỏ móc lấy ngón chân cái. Và khi ta làm thế, ta đang massage cho ngón chân cái. Rất tốt cho thần kinh ở não và ở cổ bạn đó. Nếu bạn biết về massage, thì bạn biết về điều này. Bạn giữ hai ngón chân chặt vào nhé. Ta đang tạo lực lên thần kinh của mình. Thở thật chậm vào. Nếu bạn cảm thấy khó tập động tác này, tôi muốn bạn ngồi lên khăn lông cho dễ. Từ từ vươn mình về phía trước. Tốt lắm. Bạn thấy đấy, ngồi lên khăn sẽ dễ tập hơn. Giữ như thế. Và nhớ là đừng đẩy hông quá nhiều, vì vậy có thể bị đau. Tư thế này gọi là rắn hổ mang. Ok, như thế là ta giữ tư thế này thêm 2 nhịp thở nữa. Và một lần nữa, ta từ từ nâng đầu lên và giữ người ở vị trí thăng bằng. Việc bạn cần làm là giữ ngón chân chặt vào, từ từ ngã người ra sau, cho đến khi bạn cảm thấy chân mình nhấc lên. Giờ nâng chân lên, bạn có thể thấy cô ấy đang rất vui khi thực hiện tư thế này. Bạn thấy đấy, sự cân bằng. Cái vũ trụ này cân bằng. Khi ta tập động tác giữ thăng bằng này, ta đang học cách đưa cơ thể về trung tâm, quay lại với sự thăng bằng. Cuộc sống cần phải cân bằng. Giờ ta quay trở về tư thế bươm bướm, vươn người ra trước. Nếu bạn cảm thấy khó khi kéo chân vào thì để chân như vậy cũng được. Giữ nguyên như thế, hít thở. Đừng cong lưng quá mà đau lưng nhé bạn. Như thế là tốt rồi. Ok, nếu có các em trẻ tuổi cùng học thì chào các em nha. Nhớ giúp đỡ gia đình và bố mẹ nha. Thêm một nhịp nữa. Và từ từ ngẩng đầu lên. Từ từ đưa chân lên. Như thế. Giữ cân bằng nha. Tốt lắm. Một giờ chúng ta có thể bị ngã, nhưng không sao. Nếu ta ngã ra sau như thế này thì ta đẩy lên như em bé thế này này. Ok, nhớ đừng gắng sức nhé. Bạn sẽ làm tốt mà. Từ quay lại thôi. Đánh thức em bé trong con người chúng ta. Mỗi người chúng ta ai cũng có một đứa bé hồn nhiên trong tâm hồn mình. Thêm lần nữa. Chân xuống, giãn lưng xuống nào. Tư thế này sẽ giúp hông mở ra. Cái chính của yoga là những tư thế cho cơ lưng. Và từ từ ngẩng đầu lên. Giờ ta quay lại. Thế, đúng rồi. Ta đang bắt chước tư thế của một con vật dễ thương. Con mèo. Từ mèo, ta đến một con vật
của họ nhà mèo, con hổ. Bây giờ bạn nâng chân phải lên, chạm vào trán. Từ từ đưa chân phải ra sau. Đưa lên như thế này. Mắt nhìn lên, được chứ? Đây là hổ, còn đây là đuôi hổ. Ok, hạ xuống. Xuống nữa. Tôi muốn đầu gối bạn chạm vào trán. Tôi thấy bạn chưa chạm được phải không? Cố thêm nào. Đầu gối chạm vào trán nha. Tuyệt lắm. Và từ từ nâng chân ra sau. Tốt. Chúa Sơn Lâm. Và nâng chân xuống nào. Cong lưng lên, chạm trán. Tốt. Tiếp tục chân lên, mắt nhìn lên. Thêm lần cuối. Chân xuống nào. Hít vào, đưa chân lên. Bạn giữ chân thế này, tập trung vào nhịp thở. Giữ chân, nhưng nhớ đừng giữ nhịp thở, thở đều vào. Tôi sẽ có dịp hướng dẫn bạn cách giữ nhịp thở. Dù trong tư thế ra sao, ta cũng cần học cách kiểm soát nhịp thở nha bạn. Trước hết là nhớ thở thật sâu. Đưa chân cao hơn nữa nào. Thế nào. Ta quay về tư thế nghỉ đứa trẻ. Tư thế thư giãn như bé thơ vậy. Hai nhịp thở nha. Ta đang quay về trung tâm của cơ thể. Ban đầu ta có thể phải tập luyện để quay về với trung tâm cơ thể mình. Nhưng càng luyện tập, bạn sẽ tự quay về sự cân bằng một cách tự nhiên. Nào, từ từ quay về tư thế cũ. Đưa chân trái lên chạm trán. Nếu không thể điều khiển được chân của mình, bạn có thể dùng tay đẩy chân lên cao hơn như thế này này. Và đưa chân lên. Tốt. Cô ấy là một con hổ tuyệt đẹp. Xuống lại nào. Thở ra tốt lắm. Lưng tròn lên như vậy rất tốt. Tiếp tục hít vào, đưa chân lên. Thêm hai lần nữa. Thở ra, tròn người lại nào. Chạm vào trán nha. Hít vào, đưa chân lên. Lần cuối. Thở ra, co chân. Và hít vào, giữ như thế. Bạn biết không, yoga không chỉ dành cho người trẻ. Những người lớn tuổi vẫn có thể thích thú với bộ môn này. Chỉ có già trong suy nghĩ thôi. Tinh thần ta không già, ta thực sự còn trẻ lắm. Chân cao lên chút nữa và quay về tư thế nghỉ ngơi đứa trẻ. Nằm như vậy tập trung vào nhịp thở. Hít vào, cảm nhận nhịp thở, rồi thở ra. Tiếp tục, hít vào. Nào từ từ ngồi dậy. Giờ ta tập động tác để cho cánh tay khỏe hơn. Tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn ở những lần sau. Bạn đừng lo, tôi cũng sẽ giới thiệu thêm kỹ thuật có tên là Ashtanga Marista, có nghĩa là 8 cách chào. Nào, đặt tay thế này trên sàn, nhổm người lên. Chỉnh cho cơ thể thoải mái, người cân bằng và mông cao lên. Tiếp theo, ta đưa ngực tới phía trước, tới chỗ gần hai bàn tay, rồi quay lại như cũ. Những ai không chồm tới quá xa được, thì ta chỉ cần dừng lại ở đây thôi. Vậy là tốt rồi. Trước tiên là tập sức mạnh khi gồng người như thế này và tiếp tục quay về. Ra phía trước nào giữ lại. Tốt. Rồi quay về. Phía trước. Dừng lại. Và quay lại. Bạn thấy sao? Bạn có thấy tay mình mạnh hơn chưa? Bạn biết đấy, đây là bước đầu. Chúng ta đang luyện tập cho vùng cơ bắp nơi đây. Và với bài tập này, bạn sẽ có cơ tay và cơ ngực khỏe mạnh hơn. Tiếp tục nào. Làm thêm 4 lần nữa. Ra phía trước. Cảm nhận sức căng của cơ bắp bạn. Và từ từ quay trở về. Tiếp tục lên trước.
quay về, tiến tới và từ từ quay trở về. Thêm lần cuối cùng, tiến tới giữ thế. Và giờ tôi muốn bạn giữ nguyên như vậy, cánh tay mạnh hơn. Đến lúc từ đây bạn sẽ làm như thế này. Bạn thấy không? Bạn sẽ từ từ khỏe lên. Lúc ấy bạn không cần phải căng ở phần đầu gối nữa. Đó là cách ta dần dần mạnh hơn đấy. Nào từ từ quay trở về. Và trở về làm trẻ sơ sinh thôi. Như thế, giờ ta ngồi dậy chậm thôi. Rồi nằm ngửa ra. Cô thấy tay mình khỏe hơn chứ? Tư thế này trông đơn giản vậy thôi, nhưng khi thực hiện từ từ tập rất nhiều nhóm cơ đấy bạn ạ. Nào, giờ ta nằm thư giãn, nhắm mắt lại. Tay chân duỗi dài, bàn tay hướng lên. Tập trung vào hơi thở. Quay về lại trung tâm của chính mình. Tôi muốn bạn ở trong hiện tại này. Khi tập cùng tôi, bạn hãy ở tại nơi này nhé. Hãy mỉm cười lên. Bạn thấy khó tập không? Hãy cười lên đi nào. Tốt, đừng căng thẳng nhé. Để mọi thứ thư giãn ra nào. Ta càng căng thẳng chừng nào thì cơ bắp ta căng thẳng từng đó. Nào, từ từ mở mắt ra. Dang tay lên qua khỏi lưng nào. Tốt lắm. Tôi muốn bạn co chân trái lên. Rồi mở rộng sang một bên. Tốt. Giờ chúng ta đưa chân phải lên cao như vậy. Sẽ có người đưa chân lên như vậy. Hoặc vậy. Thế cũng được. Giờ ta thở ra. Rồi đưa chân phải qua bên phải. Tốt. Tư thế này cho phía trong đùi. Giờ ta làm lại tư thế này. Từ từ đưa chân lên cao. Tôi có thể nói rằng đa số các bài tập của chúng ta đều mới lạ. Giờ đưa chân xuống sàn. Đưa lên. Ok, sang bên. Tốt. Lên. Rồi thẳng xuống sàn. Lưng cuối. Lên. Sang bên. Lên. Dừng lại ở đây. Giờ bạn dùng hai tay giữ lấy chân. Nếu không thì ta dùng khăn lông để lên gan bàn chân rồi giữ chân thế này. Giờ bạn duỗi chân dài ra càng dài càng tốt. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Tốt lắm. Giờ ta cùng thả chân xuống từ từ. Tiếp theo là chân bên trái. Khi bạn giữ chân như thế một lúc và giữ lại như vậy thì sẽ rất có lợi, bởi cơ bắp của ta sẽ quen dần với tư thế đó và cơ thể co giãn nhiều hơn. Cùng tập với chân còn lại nhé. Bạn co chân phải lên rồi mở rộng sang một bên. Tốt. Giờ dang thẳng hai tay ra hai bên, hít vào. Đưa chân phải lên cao. Tốt. Sang một bên. Lên. Rồi hạ xuống sàn. Cùng làm thêm hai lần nữa nhé. Lên. Rồi sang bên. Đó, như thế. Từ từ lên. Hạ xuống. Tốt lắm. Thêm một lần nữa nhé. Đưa lên từ từ. Sang một bên. Như thế, bạn thấy cơ thể giãn ra chứ? Bạn biết không, khi ta giãn ra như thế, cơ bắp ở đùi trở nên mạnh hơn. Đó là tin tốt, thư giãn nhé. Giờ đưa chân lên cao. Dừng tại đây. Dùng hai tay nắm lấy chân. Ở đây là tốt lắm. Ta có thể giữ tại đây cũng được. Quan trọng nhất là đầu gối phải thẳng. Nếu bạn không thể làm được thì dùng khăn lông. Giờ tiếp tục thở và đưa chân cao hơn.
thở dài hơn và đưa chân cao thêm chút nữa nào. Đúng. Như vậy rất tốt. Hãy dùng khăn lông nếu cần nha. Cùng luyện tập với tôi, bạn nhớ đem khăn theo. Một khăn nhỏ, một lớn và một chai nước. Lúc nào bạn thấy khát thì nhấp một ngụm nước, ok? Và giờ cao chân thêm một chút nữa. Như thế. Hôm nay vậy là tốt rồi. Từ từ hạ xuống. Nằm thư giãn, nhắm mắt lại và hướng về trọng tâm cơ thể. Bất cứ khi nào ta đứng hay ngồi, ta nhớ thở và hít sâu vào bên trong cơ thể tại trung tâm. Và nhờ thế bụng của chúng ta không bị béo phì, vì ta luôn vận động, mà mỡ chỉ tập trung ở những nơi lười vận động mà thôi. Giờ ta tập vài động tác làm săn chắc cơ bụng nha. Từ từ mở mắt, hai bàn chân chạm vào nhau, hai tay để dọc sát cơ thể. Rất đơn giản. Hoặc ta có thể đặt hai tay ở dưới mông, co hai chân lên đến khi chân chạm ngực. Tốt. Rồi ta duỗi chân dài ra, nhưng đừng chạm sàn. Tốt. Bạn nào cảm thấy lưng đau quá thì cứ đặt chân xuống. Tốt rồi. Tiếp tục co chân, duỗi thẳng ra. Cùng chú ý nhịp thở. Co lên thở ra. Hít vào, duỗi chân. Tiếp tục thở rồi hít. Tốt lắm. Cứ tiếp tục tập nha. Đây là tư thế rất tuyệt. Thực hiện bài tập này, chúng ta không chỉ tập cho cơ bụng mà còn tốt cho cơ hông và đầu gối. Tập cho khớp. Khớp xương cần di chuyển. Nếu không, khi ta lớn tuổi, khớp sẽ không dẻo dai. Nhớ vận động chúng. Hai lần nữa nào. Và thẳng ra như thế. Cô thấy sao? Tôi chắc là bạn đang cảm thấy cơ bụng đang nóng như lửa rồi đây. Giữ chân thế nha. Giữ trong bao lâu? 10 giây phải không? 10 giây nha. 5 giây nữa. 4, 3, 2, thả chân. Bạn tập tốt lắm. Ok, đây là bài tập rất tốt đấy. Giờ thì nằm thư giãn nha. Và bạn biết không, sẽ có một buổi sáng khi thức dậy, bạn nhìn xuống và thấy bụng dưới trở nên phẳng, mỡ biến đâu mất. Chính là động tác này sẽ giúp cho phần cơ bụng phía trên và cả phía dưới nữa. Tốt, nào từ từ mở mắt. Ngồi dậy nào. Chúng ta chuyển qua tư thế con bò nhé. Nào, ngồi thẳng. Bạn ngồi tư thế kim cương. Kim cương là bạn thân của mọi người. Giờ ta đưa chân trái vòng qua. Ngồi lên bàn chân phải. Ngồi thật thẳng. Càng ngửa ra càng tốt. Tư thế này tốt cho nam và nữ nữa. Nó giúp massage tinh hoàn, làm dịu căng thẳng phần cơ ở đây. Khi ta nhấc chân đi, máu lưu thông nhiều hơn tới bàng quang. Đó là công dụng. Đối với nữ, tư thế này giúp cho máu dồn đến hai chân và năng lượng ở hai chân cũng nhiều hơn. Ok, giờ gập người xuống cho ngực nằm lên chân. Thế, dừng lại ở đây, hít thở nha. Tốt lắm, bạn có thể đưa hai tay về phía trước để giữ cơ thể thăng bằng. Như thế sẽ dễ chịu hơn, đúng không? Hai nhịp thở nữa. Và từ từ ngồi dậy. Quay trở lại tư thế kim cương lấp lánh nào. Kim cương Kohino. Kohino là tên của một loại kim cương của Ấn Độ.
đưa chân này vòng qua chân còn lại. Tốt lắm, hai đầu gối cân bằng như vậy. Và bạn thấy cô ấy ngồi chưa? Ngồi rất thư giãn lên bàn chân của mình. Giờ đưa tay ra trước, từ từ nằm xuống như vậy và dừng lại thế. Tôi biết là có bạn sẽ thấy khó mà nằm hoàn toàn được thế này. Bạn thử được thế nào tốt chừng đó và cảm nhận cơ thể ta mở ra đến đâu. Đừng thất vọng hay nổi giận nhé. Bởi vì tập yoga để ta khơi nguồn năng lượng cho mình, làm tan thất vọng và cơ thể ta dần dần nhận ra vẻ đẹp của nó. Ta cảm thấy nguồn năng lượng mở ra tràn đầy. Ngồi dậy nào. Tốt lắm. Bạn thân mến, tư thế này là con bò. Giờ ta ngồi trở lại tư thế kim cương. Ngồi cao, lưng thẳng vào. Với tư thế này, bạn có thể thực hiện bất cứ khi nào. Sau khi ăn, vào buổi chiều hay tối, giờ ăn trưa hay ăn tối, thức ăn sẽ được chuyển hóa rất nhanh. Giờ nằm sấp xuống. Nằm sấp xuống, người thẳng ra. Ta thực hiện động tác rắn hổ mang. Đây là rắn hổ mang với đầu quay qua cả hai phía. Thở hai nhịp trước. Trán đặt lên tay. Tốt. Đặt hai bàn tay cạnh vai. Chân chụm vào nhau thật chặt. Ấn hai gót chân sát nhau. Bàn chân duỗi thẳng ra. Giờ hít vào từ từ, mắt nhìn thẳng, nâng đầu lên, tập cho đốt sống lưng. Khi ta ngẩng lên, nhấc từng phần cơ thể lên khỏi mặt đất, như thế. Và từ từ hạ đầu. Tiếp tục nào. Từ từ hít vào và nâng đầu lên. Quay đầu sang trái. Từ đây, bạn quay đầu về phía sau chút nữa. Từ từ quay vai theo và từ từ hạ xuống qua bên phải. Từ từ ngẩng lên rồi quay đầu và vai ra sau. Bạn thấy không? Ta đang tập cho xương sống. Và khi ta quay về một bên thế này, ta đang massage phần bụng bên này. Và từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Từ từ ngẩng lên. Lần cuối cùng, quay đầu về bên trái. Quay đầu nhìn hẳn ra phía sau. Từ từ hạ xuống. Ok, quay sang trái nha. Ngẩng lên từ từ. Tốt lắm. Ra sau. Rồi hạ xuống. Giờ thì nâng đầu lên, lưng thẳng và dừng lại đây. Tốt lắm. Bạn mở rộng vai ra, mở rộng ngực ra thở. Rắn hổ mang là tư thế của sự tự tin, loại bỏ đi cảm giác chán chường và sợ hãi. Giờ căng mông giữ lại thế, chân chạm nhau. Bàn chân thẳng, thở thật chậm, thêm một nhịp thở nữa. 2. Và từ từ nằm xuống. Đặt đầu nghỉ trên hai tay của mình. Tuyệt lắm. Bạn thấy không? Khi ta nghỉ như vậy, ta quay về trung tâm cơ thể mình. Tốt lắm. Giờ bạn nằm qua một bên. Tư thế này là Anantasana. Và để đầu nghỉ trên tay mình. Bạn thấy không? Rất thư giãn đấy. Đức Phật cũng nằm nghỉ ngơi như thế này. Tư thế Anantasana là một tư thế thanh thản. Tên gọi được đặt có ý nghĩa là sự bảo bọc, sự thanh bình hay sự cân bằng. Từ đây, ta đưa chân này lên cao. Giữ lại. Bạn giữ lại như thế trong 5 giây. 4 3 2 1
từ từ hạ chân xuống. Tốt lắm. Lặp lại, từ từ đưa chân lên. Giữ lại 5 giây. Giữ chặt vào. 3, 2, và hạ xuống. Nào, từ từ ngồi lên. Và sang phần bên kia. Nằm nghỉ. Chân thẳng. Từ từ đưa chân lên. Giữ thế. Xuống. Lần cuối nhé. Từ từ lên. Giữ thế. Từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Như vậy là rất tuyệt. Nằm ngửa và tập trung vào nhịp thở. Nếu bạn có chăn hay khăn lông, hãy đặt lên bụng, thư giãn khuôn mặt, hít vào bụng phồng lên và thở ra bụng hạ xuống. Luyện tập cách thở này càng lâu thì càng tốt. Xin chào. Cố gắng nhé bạn. Đừng dừng lại ở đây. Hãy tiếp tục tập luyện. Yoga sẽ làm cuộc sống bạn tươi đẹp hơn mỗi ngày. Tạm biệt.